Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Không chỉ dễ thương, Huỳnh Hằng Hữu, con trai bà Phương Hằng còn được nhận xét là cực kỳ hiểu chuyện và thương ba mẹ. Cùng với sự nổi tiếng của ba mẹ, Huỳnh Hằng Hữu hay còn được gọi là Lucas Huỳnh, 12 tuổi, con trai ông Dũng Lò Vôi và bà Phương Hằng đã nhận về nhiều sự quan tâm của dân mạng bên cạnh đó việc trở thành tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam được trao khối tài sản khổng lồ từ khi một tuổi cũng là lý do khiến Hằng Hữu cực kỳ nổi bật trong dàn rich Gen Alpha theo đó năm 2013 dư luận được phen chấn động khi ông Huỳnh Uy Dũng bất ngờ tuyên bố nhượng toàn bộ khối tài sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng cho con trai vừa tròn một tuổi của mình thiếu gia Huỳnh Hằng Hữu tuyên bố được công bố ngay trong bữa tiệc thôi nôi của vợ chồng ông Dũng tổ chức cho con trai nhiều người đánh giá đây là tiệc thôi nôi hoành tráng nhất thành phố từ trước đến nay. Trong bữa tiệc, ông Uy Dũng gây bất ngờ khi tuyên bố nhượng toàn bộ tài sản cho con trai, bao gồm khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu dân cư Dĩ An, khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3, tỉnh Bình Dương, khu dân cư Bình Phước. Là tỷ phú trẻ nhất Việt Nam, được cưng chiều và sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng hàng hữu được rất nhiều người yêu quý bởi tính cách dễ thương, ngoan ngoãn. Nữ CEO và ông xã cũng chú trọng trong việc chăm sóc và dạy dỗ con trai phải lễ phép với mọi người. Minh chứng rõ nhất cho sự hiểu chuyện của Hằng Hữu phải kể đến phản ứng của cậu nhóc khi ba mẹ cơm không lành canh không ngọt. Trước nguy cơ ly dị của ba mẹ, Hằng Hữu thủ thỉ tâm sự với mẹ. Ba mẹ gây lộn nhau đừng ly dị, nếu ba mẹ ly dị, con với mẹ về Đại Nam là khách đó, mình không còn là ông chủ nữa, mỗi người ở một nơi cho yên ổn đi. Ngược lại khi nói chuyện với ba, đại gia Dũng lò vôi, tỷ phú nhỏ tuổi lại đòi nếu muốn chia tay mẹ thì hãy bỏ vào tài khoản của mình 1 tỷ đô la Mỹ, tức là khoảng 22,8 nghìn tỷ Việt Nam. Hành động này được nhiều người nhận xét là cái cớ cực khôn để cậu ấm giữ ba mẹ luôn bên nhau. Dù có cuộc sống trong nhung lụa, sở hữu trong tay khối tài sản cực lớn từ khi mới một tuổi, nhưng Huỳnh Hằng Hữu luôn đem lại cảm giác khiêm tốn, không hề ỉ lại hay khoe khoang về tài sản thừa kế của ba mẹ. Bản thân Thiếu Gia không quá tha thiết với vị trí ông chủ đại nam mà có ước mơ của riêng mình. Khi được mẹ hỏi, lớn lên hữu có muốn làm ông chủ khu du lịch đại nam không? Tỷ phú nhỏ tuổi tỉnh bơ đáp lời, còn đang phân vân giữa việc làm bác sĩ phẫu thuật và ông chủ đại nam. Khi mới 9 tuổi, cậu bé đã bắt đầu sự nghiệp YouTuber và tự quản lý kênh của mình, thậm chí Thiếu Gia còn làm cả clip tiết lộ các bước livestream cũng như đăng tải clip lên kênh. Tất cả đều được hàng hữu tự làm hết từ A đến Z nên khi không biết thì cậu ấm sẽ tự tra Google để tìm hiểu thêm. Đáng nói là tất cả những từ khóa mà thiếu gia sớt toàn bằng tiếng Anh một lần nữa minh chứng trình độ không phải dạng vừa của mình. Ngày 14 tháng 10, ông Trần Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết đang chờ Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam gửi lại hồ sơ để tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ cho hai cán bộ ở xã Phước Lộc tử vong khi làm nhiệm vụ cuối năm 2020. Theo nội dung vụ việc, chiều 28 tháng 10 năm 2020, ông Hồ Văn Sợ, cán bộ dân vận tuyên giáo và Hồ Văn Độ, phó bí thư đoàn xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, khi đi cứu dân đã bị sạt lở núi vùi lấp cuốn trôi. Bốn ngày sau, thi thể ông Độ được tìm thấy trên hồ thủy điện Đắc Mi 4, cách nơi gặp nạn hàng chục cây số. Riêng ông Sợ mất tích đến thời điểm này chưa tìm thấy thi thể. Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam gửi công văn đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng tổ quốc ghi công đối với ông Hồ Văn Sợ và anh Hồ Văn Độ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho rằng căn cứ vào điều kiện xác nhận liệt sĩ theo quy định của Chính phủ thì người hy sinh thuộc trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân được xem xét xác nhận là liệt sĩ. Trong trường hợp mưa to gió lớn, nước sông dâng cao chảy xiết, sạt lở đất nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và nhà cửa của hai hộ dân sau khi nhận được sự chỉ đạo và phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc, anh Độ và ông Sợ đã thực hiện ngay việc cứu tính mạng và tài sản của nhân dân. Điều này cho thấy anh Độ và ông Sợ nhận thức được đầy đủ sự nguy hiểm và tính cấp bách của công việc, chủ động thực hiện hành vi dũng cảm, chấp nhận hy sinh bản thân và đã được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương suy tôn đề nghị công nhận liệt sĩ. Mặt khác, Hoạt động cứu người, cứu tài sản nhân dân trong trường hợp này là một quá trình được tính từ lúc anh Độ và ông Sợ bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của hai hộ dân, hộ bà Nguyễn Thị Y và hộ ông Võ Sơn trên đường đi thực hiện nhiệm vụ không may bị sạt lở núi, bị vùi lấp, hy sinh. Tuy nhiên hơn một năm sau, ngày 20 tháng 12 năm 2022, ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người Có Công, Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ban hành công văn về việc xác nhận liệt sĩ đối với ông Hồ Văn Độ và ông Hồ Văn Sợ. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có ý kiến, ông Hồ Văn Độ và ông Hồ Văn Sợ đang trên đường đi đến khu vực ảnh hưởng của bão số 9 thì bị tai nạn sạt lở núi dẫn đến tử vong, do đó chưa đủ cơ sở xem xét xác nhận liệt sĩ đối với ông Hồ Văn Độ và ông Hồ Văn Sợ. Ngày 13 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục gửi công văn đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai cán bộ trên. Dù vậy, đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam không nhận được phản hồi của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Chính vì vậy, ngày 2 tháng 7 vừa qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã gửi trả hồ sơ cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phước Sơn. Về công văn từ chối xem xét công nhận liệt sĩ của Bộ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam nhận thấy ý kiến nêu trên của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là chưa thỏa đáng và chưa phân tích đúng tình hình thực tế tại thời điểm mưa bão năm 2020 tại địa phương. Bộ Công an vừa ban hành thông tư 46/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, từ ngày 15 tháng 11, thông tư 46/2024 sẽ chính thức có hiệu lực. Tại điểm C khoản 1 điều 5 của thông tư này, quy định về nội dung công khai của công an nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gồm các phương tiện thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra tại điều 11, thông tư quy định về hình thức giám sát của nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được thay đổi. Cũng theo thông tư 46, nhân dân được giám sát thông qua các hình thức sau: tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật, tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ, kết quả giải quyết các vụ việc Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Quá trình giám sát phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực hiện nhiệm vụ ở ngoài khu vực thực thi công vụ, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Như vậy, hình thức giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình ở thông tư trước đã được bãi bỏ. Trong quá trình xây dựng thông tư 46 Bộ Công an nhận định việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc, có nơi, chưa khách quan, chưa đúng quy định. Có tình trạng lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông. Ngoài ra các trường hợp chống đối còn lợi dụng, sử dục người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đi nhiều nơi gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Ngày 9 tháng 10, đại diện cục cảnh sát giao thông Bộ Công an thông tin về một số thay đổi quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có thông tin gây chú ý là việc bỏ quy định người dân được giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình. Theo đại diện cục cảnh sát giao thông, thời gian qua, việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc có nơi chưa khách quan, chưa đúng quy định. Nhiều trường hợp lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo đại diện cục cảnh sát giao thông, khi những hình ảnh đăng tải được gỡ bỏ và xử lý người vi phạm nhưng vẫn gây ra ảnh hưởng, tác động xấu đến người xem, ảnh hưởng đến quá trình công tác của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời việc không quy định hình thức giám sát thông qua ghi âm, ghi hình phù hợp với quy định của Nghị định số 13-2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bộ luật dân sự, luật an toàn thông tin mạng và luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ đưa nội dung quy định công an các đơn vị, địa phương, bố trí khu vực làm việc, tổ chức ghi âm, ghi hình quá trình làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông vào thông tư quy định nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cũng theo đại diện cục cảnh sát giao thông, trường hợp người dân vẫn sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình quá trình làm việc của cảnh sát giao thông thì phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thông tư số 46 2024 cũng bãi bỏ việc công khai nội dung kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên gồm các nội dung cụ thể sau: tên đơn vị, tuyến đường, các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý, thời gian thực hiện trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính. Thông tư còn bãi bỏ công khai trang phục, số hiệu công an nhân dân của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký, cấp biển số xe trong công tác đăng ký, cấp biển số xe. Bãi bỏ công khai trang phục, số hiệu công an nhân dân và các phương tiện kỹ thuật công cụ hỗ trợ được công khai theo quy định trong công tác chỉ huy điều khiển giao thông. Theo cục cảnh sát giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông là mệnh lệnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn trực tiếp hoặc phối hợp với lực lượng nghiệp vụ thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Vì vậy, kế hoạch công tác là tài liệu mật hoặc nội bộ trong lực lượng. Tại thông tư số 32/2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông đã bãi bỏ nội dung thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát. Thông tư số 36/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát đường thủy cũng quy định nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên đường thủy được quản lý theo chế độ tài liệu mật. Theo đại diện cục cảnh sát giao thông, thực tiễn quá trình thực thi nhiệm vụ nhiều người đã yêu cầu cảnh sát giao thông xuất trình kế hoạch tuần tra, kiểm soát và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông.